Thưa quý vị, chiều nay Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ họp thứ 18, kỳ họp chuyên đề, khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2025 để bầu bổ sung hai phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện quy trình bầu hai phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Khắc Hiếu, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Yên Lạc, bà Phùng Thị Kim Nga, tỉnh ủy viên, phó trưởng ban dân vận tỉnh. Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Trung Hải để nhận nhiệm vụ mới. Thưa quý vị, ngày hôm nay, đồng chí Hầu A Lệnh, Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Bình lần thứ tư năm 2024 với chủ đề Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững. ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà tỉnh Ninh Bình đã đạt được, đồng chí Hậu A Lành đặc biệt biểu dương sự cố gắng nỗ lực của đồng bào dân tộc thiểu số đã chung sức, đồng lòng phát huy tiềm năng thế mạnh vùng dân tộc thiểu số và miền núi, góp sức cùng nhân dân cả nước trong công cuộc đổi mới, phát triển và bảo vệ đất nước hiện nay. Đồng chí Hậu A Lành đề nghị thời gian tới, tỉnh Ninh Bình đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, phát huy tiềm năng lợi thế của tỉnh, tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội, đề xuất những giải pháp đột phá, trọng tâm trọng điểm để thực hiện hiệu quả ba chương trình một mục tiêu quốc gia, chú trọng công tác bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số tại chỗ, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo, dạy nghề cho thanh niên người dân tộc thiểu số, chú trọng xây dựng vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc thiểu số. Thưa quý vị, ngày hôm nay chiều cường tại thành phố Hồ Chí Minh lặp lại mức đỉnh lịch sử 1,8 m và đã gây ngập nhiều nơi, khiến cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng. Ngay từ 16 giờ chiều nay, ghi nhận tại khu vực đường Trần Xuân Sọn, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, nước dâng cao tràn hết mặt đường và trùng thời điểm các xe tải trọng lớn ra vào cảng Tân Thuận, khiến cho việc lưu thông của người dân qua khu vực này càng phức tạp. Tình trạng xe gắn máy gặp nước dẫn bộ lại tái diễn. Nhiều khu vực khác cũng ghi nhận triều cường dâng cao như đường Phạm Hữu Lầu, Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè, quốc lộ 50 thuộc huyện Bình Chánh. Theo Đại khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm nay 18 tháng 10, triều cường tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đạt đỉnh 1,8 m trên mức báo động 3. Đây là bước triều lịch sử ghi nhận gần nhất vào cuối tháng 9 năm 2019, cụ thể đỉnh triều tại trạm Phú An sông Sài Gòn đạt 1,75 m vào 16 giờ 30, còn trạm Nhà Bè sông Đồng Điền đạt 1,8 m vào lúc 17 giờ 30. Dự báo trong những ngày tới triều cường vẫn duy trì ở mức cao và sẽ rút chậm. Ngày hôm nay 18 tháng 10, cơ quan thường trực báo Nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với trường Đại học Công thương thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi cắt dán mô hình cột cờ Hà Nội từ phụ san đặc biệt do báo Nhân dân phát hành. Cuộc thi cắt dán mô hình cột cờ Hà Nội từ phụ san đặc biệt do báo Nhân dân phát hành thu hút hàng trăm sinh viên của trường Đại học Công thương thành phố Hồ Chí Minh tham gia. Các em vừa cắt, dán trang báo in thành mô hình cột cờ Hà Nội vừa tương tác với mô hình thông qua các mã QR, giúp các em hiểu hơn về lịch sử, ý chí quật cường của quân và dân ta trong những ngày kháng chiến, từ đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc. Đây cũng là một trong những cách làm sáng tạo, gần gũi, giúp thế hệ trẻ tiếp cận và hiểu thêm về lịch sử của đất nước, mở ra góc nhìn mới về cách bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử trong thời đại công nghệ như hiện nay.